la la la. Chào Thanh Phương. Chào Phước Hưng. Bữa nay làm gì vui quá, hát một mình nữa đúng không? Vui chứ sao không. Ở vườn nhà Phương nè, trồng được mấy trái đu đủ luôn. Nên mừng quá, mang vô đây coi Phước Hưng là có chế biến được món nào ngon ngon từ đu đủ Hương không nè. Phước Hưng phát hiện ra ba trái đu đủ này là Phước Hưng đã suy nghĩ trong đầu một cái món canh rồi. Hay một cái món canh này rất là thanh mát, giải nhiệt, là thích hợp cho người lớn tuổi cũng như là trẻ em nữa. Món gì vậy ta? Trước khi chúng ta biết món đó thì chúng ta hãy cùng chào quý vị khán giả đi nha. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Phước Hưng ơi, nói lẹ đi, thân Phương nôn nóng quá luôn rồi đó. Vậy thì ngay lập tức Phước Hưng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món canh đu đủ viên cua. Và để thực hiện cho món canh đu đủ viên cua thì chúng ta cần chuẩn bị 300g đu đủ hườm, cà rốt, nấm rơm, nấm mèo ngâm nở, lá tía tô, khoảng 50g thịt cua, thịt heo xay, giò sống, đậu xanh, hành tím băm và tép mỡ, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon heo. Và công đoạn đầu tiên cho món canh này thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần đu đủ trước. Mà Phước Hương ơi, những cái trái đu đủ mà Thanh Phương chọn có phù hợp với món ăn ngày hôm nay không vậy? Rất là phù hợp luôn đó Thanh Phương. Chúng ta sẽ sử dụng đu đủ hườm để đu đủ có vị ngọt nhẹ cũng như là độ giòn tự nhiên của đu đủ. Phần đu đủ này sắn ra từng khối vừa ăn. Phần cà rốt thì Phương cũng chấn khối vừa với cái phần đu đủ luôn. Phần nấm mèo này cắt nhỏ cho ra đây. Còn phần lá tía tô này cắt ra từng sợi nhuyễn. Và bây giờ công đoạn làm phần viên cua thì đầu tiên cho vào đây là giò sống nè và thịt xay. Cho vào đây là 50g thịt cua, nấm mèo, phần tóp mỡ nè. Tại sao mình lại cho cái tóp mỡ này vào để làm các phần nhân cua thế? Chúng ta sẽ thêm tóp mỡ vào phần viên cua để phần viên cua thơm và béo hơn. Cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, một ít tiêu nè. Sau khi mà quý vị chúng ta đã cho tất cả các nguyên liệu vào trong cái phần viên cua rồi thì chúng ta quét đến khi nào mà nguyên liệu nó hòa quyện lại. Cho một ít dầu lên tay, hòa các phần dĩa. Và bây giờ Phương sẽ chia ra thành 12 viên bằng nhau. Tiếp theo bắt lên trên bếp một cái nồi để chúng ta nấu canh. Phần đậu xanh này ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút. Ở đây Phước Hưng cũng đã ngâm rồi. Còn phần nấm rơm thì rất là đơn giản. Một phần thì Phước Hưng sẽ cắt thành chữ thập trên phần đầu nấm. Còn phần thì Phước Hưng sẽ chẻ ra làm đôi. Và bây giờ phần nồi cũng đã nóng. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh hành tím băm để chúng ta phi thơm. Và bây giờ hành tím cũng đã thơm, Hưng sẽ cho vào đây là 1 lít 2 nước. Cho hết cái phần đậu xanh vào trước. Chúng ta nấu lửa vừa khoảng 5 phút. Cho cái phần đu đủ cũng như là phần cà rốt vào. Cho nấm rơm vào luôn. Phước Hưng sẽ cho hết cái phần viên cua vào trong nồi canh luôn. Cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo, 1 muỗng cà phê nước mắm. Rồi như vậy là cái phần canh của chúng ta cũng đã vừa chín tới rồi. Cho vào đây một ít lá tía tô và chúng ta tắt bếp. Phước Hưng ơi, tại sao mình lại cho lá tía tô sau cùng thế? Và đây cũng là một cái mách nhỏ cho món canh này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cho lá tía tô vào sau cùng để cho món canh có mùi đặc trưng của lá tía tô. Bây giờ Phước Hưng sẽ cho canh ra tô nè. Cho lên đây một đọt của lá tía tô nè. Vậy là món canh đu đủ viên cua của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Rồi, mời Phương. Cảm ơn Phước Hưng. Quý vị thân mến, canh có vị ngọt tuyệt vời, một cái cảm giác rất là thanh mát nè. Còn đu đủ thì ngọt, mềm, viên cua thì vừa ăn. Canh có một cái hương vị thơm đặc trưng của lá tía tô và cái vị bùi bùi của đậu xanh. Nói chung đây là một cái món canh có thể nói là xanh lòng, mát ruột. Wow, rất là hấp dẫn luôn đó Phước Hưng. Phương cảm ơn Thanh Phương và Phước Hưng mong là quý vị sẽ trổ tài thành công món ăn này cho cả gia đình của chúng ta ăn nhé. Phước Hưng xin chúc cho quý vị thành công. Đừng quên chia sẻ cảm nhận về cho chương trình nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị có thắc mắc nào liên quan đến vấn đề nấu các món ăn ngon, quý vị có thể truy cập vào website mongonmuoinday.com sẽ có những thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng cùng với lại Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.